Câu chuyện này hay, lắng nghe kỹ nha. Khi chúng tôi đọc qua cái mẫu chuyện này là từ nơi trong văn sao Tổ sư Ấn Quang, Ngài Lục Ngài tìm đâu ra cái sử liệu là nói đến Ngài Giới Hiền Đại Sư. Mà Ngài Giới Hiền này, Ngài là một vị luật sư rất là giỏi, luận sư nghĩa là Ngài học về duy thức và những cái luận về, bài luận về Phật Pháp á, là Ngài rất là giỏi, nhất là duy thức học. Nghe mẫu chuyện này rất là thâm thúy. Thì Ngài khi 31 tuổi gặp Bồ Tát, đó là Bồ Tát Hộ Pháp. Bồ Tát Hộ Pháp nghĩa là khi mà Đức Phật nhập diệt vào tầm khoảng 6 đến 700 năm á, thì Bồ Tát Hộ Pháp này xuất hiện là một người như con người chúng ta mà được tụng xưng tụng là Bồ Tát, bởi vì Ngài quá giỏi. Quá giỏi về Phật Pháp rồi có sở chứng cho nên mới gọi là Bồ Tát. Thì sau đó rồi Ngài Giới Hiền luận sư đó gặp Ngài Hộ Pháp và xin xuất gia. Và xin xuất gia rồi bắt đầu Ngài Hộ Pháp mới đem Ngài vào trong cái trường Đại học Nalanda, lúc đó là 10.000 tăng ni. Chư tăng là chính. Và sau khi Ngài Giới Hiền Ngài quá giỏi đi, Ngài học đến giới thức học mà Ngài đạt đến cái chỗ là quán tất cả những cái tâm thức của mình nó là không, mà Ngài đạt đến cảnh giới là không trung giả. Không nghĩa là cái tâm thức mà suy nghĩ của mình á, đúng sai phải trái mừng giận buồn vui thương ghét muốn á, đó là một cái loại thức biến hiện, nó là không có thiệt. Mà trở về với cái thể tánh thanh tịnh đó là bình đẳng tánh trí, hay gọi là trở về cái đại viên cảnh trí. Ngài đạt được cái chỗ mà nhập vào cái chân không của thể tánh. Trung tức là Ngài đi trung đạo, và hữu tức là đạt đến cảnh giới của diệu hữu. Nghĩa là cái thời đó thì Ngài Giới Hiền không ai bì kịp. Nói về lý luận thì ngoại đạo gặp Ngài là gục ngã liền, không thể nào mà qua được cái sự lý luận của Ngài. Và Ngài được quản lý và coi như là hiệu trưởng một cái trường đại học Nalanda, 10.000 người, và Ngài là thầy giáo dạy học trong cái trường đó cho tăng ni. Thì sau khi đó rồi bắt đầu Ngài bị một cơn bệnh. Chỗ này mới chỗ quan trọng nè, lắng nghe kỹ ha. Ngài bị một cơn bệnh mà gọi là bệnh thống khổ, đau đớn ngày đêm không ngủ được. Và bệnh đến một cái lúc dây dưa thời gian dài, Tổ Ấn Quang nói là thời gian dài, Ngài chịu không nổi và Ngài muốn tự tử. Chúng tôi giật mình, chà, Ngài Giới Hiền luận sư là một vị mà coi như là nổi tiếng bên cái thời bên nước Thiên Trúc là Ấn Độ. Mà cái thời đó là Ngài coi như là học đến luận di thức học là Ngài nổi tiếng thời đó, không thể ai qua được. Ngài viết ra những di thức rất là giỏi, xem cái bệnh đó cũng là nghiệp, mà nghiệp nó là giả. Mà khi chưa chứng sâu vào cảnh giới như huyễn tâm muội, cho nên thành ra chưa thấy cái thân này như huyễn, và chưa thấy nghiệp này như huyễn, thấy nó là thiệt. Tuy rằng cái mặt lý là ngộ, nhưng mà cái mặt sự để mà đột phá cái nghiệp báo chưa đạt được cảnh giới sâu, cho nên thành ra khi mà cái quả báo nó đến chịu không nổi, muốn tự tử. Mà khi cái người mà khởi niệm tự tử mà chết á, là họ mất thân người liền. Nhớ nghe, cái người tự tử đó là họ tự sát, tức là tự giết mình, cũng là nghiệp sát sanh. Giết con thú, giết con người cũng là nghiệp sát sanh, gọi là tha giết. Tha là bên ngoài, giết chúng sanh bên ngoài cũng là nghiệp sát sanh. Tự sát là giết bản thân mình cũng là nghiệp sát sanh. Vì cha mẹ sanh cái thân này chưa kịp để trả hiếu cho cha mẹ, chưa đầy đủ một cái phước duyên lo cho con cái, mà mình tự sát mình giết mình, thì đây gọi là nghiệp sát sanh, buộc phải mất thân người. Vì cái cảnh giới mà khi mà họ vào để sát sanh, để họ tự giết họ là tự sát á, thì lúc này cái phước làm người đã hết rồi. Mà trong khi đó là một hiệu trưởng trường đại học, mà Ngài nói là trong thời gian mà coi như là Ngài dạy học thì thao thao bất tuyệt, luận về duy thức và Phật Pháp thì không thể ai mà bì kịp, gọi là một vị coi như là luận sư mà, vị thầy luận về duy thức học. Thì cuối cùng mà muốn tự tử luôn. Mà nhớ nhắc cái chỗ này chút nha. Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni, đừng nói chuyện nha, tập trung cao độ nha, tập trung cao độ nha. 10 giờ rồi chứ còn tiếng mấy nữa thôi. Thì trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, tức là thần chú Đại Bi, nói nếu ai tụng một ngày chỉ 5 biến thôi, 5 biến thôi,
thì người này không bao giờ khởi được ý nghĩ tự sát. Hay chỗ đó. Người niệm Phật cũng thế, niệm Quan Âm cũng thế, tức là nhờ thần lực của Phật Bồ Tát gia trì. Thì lúc này ngài không tụng chú tụng gì cả và quyết định tự sát. Thì ba vị Bồ Tát xuất hiện, Văn Thù là Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền và Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện trước mặt. Bởi vì cái công của ngài mà để mà hoàn truyền chánh pháp cái thời đó quá lớn, cho nên thành ra ba vị Bồ Tát xuất hiện. Thì Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, xuất hiện tức là trước mặt cho thấy như vậy nè, chứ không phải trong mơ mộng. Thì khi xuất hiện mới nói là ông đời trước, ông làm người, ông làm quốc vương, tức là vua một nước, ông sát hại nhiều người quá, chúng sanh là súc sanh, rồi là loài người, nước này nước kia giao chiến lẫn nhau, ông giết nhiều người quá, nhưng ông chưa đủ cái thần thông để ông biết được cái túc nghiệp của ông đời quá khứ. Cho nên thành ra cái bệnh khổ của ông trong đời này là do túc nghiệp nhiều đời, ông đã làm não hại, tức là giết nhiều người quá. Bây giờ mình có biết đời trước mình giết nhiều người không? Không, đúng không? Bây giờ mình chưa có thần thông, chưa chứng được tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhĩ tha tâm túc mạng, chưa chứng một cái thông gì hết. Cho nên mình không biết, nhưng mà đời nhiều người có những cái nghiệp sát nhiều đời nhiều kiếp kinh hồn. Nếu ông chịu đựng, nhẫn chịu những cái nỗi khổ này thì ông sẽ không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều đời nhiều kiếp. Tuy rằng ngài học cái lý luận về duy thức học, biết đây là nghiệp này là giả, không thiệt, nhưng chưa chứng như hiển tâm muội, cho nên thành ra biết là giả, nhưng chưa đi vào cảnh giới để đột phá cái giả này, cho nên vẫn thấy nó là thiệt. Nó hành chịu không nổi, ăn ngủ không được, đau đớn quằn quại, và cuối cùng đòi tự tử. Cái câu chuyện này chúng tôi thấm thía sâu sắc. Không biết đâu tổ sư của quan ngài tìm ra được cái sử liệu này, ngài có nói. Ngài nói như vậy để họ, ngài an ủi cho những chúng sanh. Và Bồ Tát Quan Âm nói, ông chịu đựng, nhẫn chịu những cái bệnh khổ này, nó tiêu đi những cái túc nghiệp mà nhiều đời ông đã làm quốc vương, đã hãm hại nhiều người, thì ông không đọa vào tam ác đạo. Nếu ông tự tử, ông tự sát, thì ông phải đọa vào tam ác đạo vô lượng đời kiếp, rất là đau khổ. Và 3 năm sau có ngài Đường Huyền Trang từ bên Trung Quốc ở đời Đường á, qua tới trường Na Lăng Đa này và học pháp với ông, học về di thức học. Và ngài Bồ Tát Quan Âm nói là ông sẽ dạy cho vị này để truyền bá chánh pháp về bên Trung Quốc. Bồ Tát biết hết, Bồ Tát biết hết là 3 năm nữa là có ngài Đường Huyền Trang. Mà trong Tây Du Ký phải không? Có ngài Tam Tạng hả? Đi chung với Tề Thiên phải không? Đó là ông Ngô Thừa Ân viết ra một cái mẫu chuyện căn cứ nơi từ nơi tâm thức của mình. Thực sự câu chuyện này là có, đó là ngài Đường Huyền Trang. 3 năm nữa sang để học pháp, ông nhẫn chịu đi, rồi ông sẽ có một cái phước báu để ông truyền bá chánh pháp. Chứ ông chết, ông bỏ cái thân này cũng không có lợi ích gì, mà ông phải đọa ba ác đạo. Bởi cái điều gì xuất hiện xảy ra? Nếu chúng ta nhẫn chịu những cái bệnh thống khổ trong hiện tại, ví dụ là bệnh tim, gan, tỳ, phế, thận, ung thư, vân vân, nếu chúng ta nhẫn chịu, hoan hỷ, chịu đựng và niệm Phật cầu Phật gia hộ, thì cái túc nghiệp của mình được tiêu và không bị đọa vào ba ác đạo. Được không? Chịu làm điều này không? Cái mẫu chuyện này xuất hiện cái ý niệm này. Hay là khi bệnh xuất hiện rồi, bắt đầu là mình sẽ gì? Chạy chữa cho hết tiền, tâm thì sân hận bực tức, cộng thêm cái gì nữa? Cộng thêm là mong sao cho nó mau hết bệnh liền. Dĩ nhiên mong hết bệnh là ai cũng mong, nhưng mà mong cho nó hết liền, nhưng mà nó chưa hết, bắt đầu mình sanh ra phiền não, mình khổ đau với nó. Mình không chấp nhận bằng lòng với cái nghiệp trong hiện tại, là cái quả trong hiện tại để mình trả, để mình khỏi phải đọa ba ác đạo và mình tiêu được cái nghiệp quá khứ. Nếu mình chịu như vậy rồi, tự nhiên trong lòng mình nó an, chấp nhận bằng lòng là án. Đó. Thì cuối cùng ngài chịu không nổi, phải là Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù và Phổ Hiền xuất hiện nói xong, bắt đầu ngài chịu đựng. Nhẫn chịu, chịu đựng 3 năm sau bắt đầu gặp ngài Đường Huyền Trang, bắt đầu ngài mới kể cái bệnh thống khổ của ngài và bắt đầu mới truyền di thức học, truyền Phật pháp để ngài Đường Huyền Trang ngài Huyền Trang mới cầm kinh sách đó là dịch từ tiếng Bali sang Trung Quốc, về bên Trung Quốc để làm những cái việc truyền bá Phật pháp.
Quý vị thấy kinh khủng không? Đến nỗi là Ngài Giới Hiền là một vị luận sư như vậy vẫn còn phải trả nghiệp huấn hồi chúng ta, đúng không? Huấn hồi chúng ta, đúng không? Chúng ta có trả không? Phải trả không? Phải trả đó. Nó tới bất ngờ không biết lúc nào. Nhưng mà nếu mà muốn mà trả nặng thành nhẹ, mà nhẹ nhanh biến mất á, thì hiện tại phải tích đức, phóng sanh, ăn chay, kiên giết, niệm Phật, trì chú, niệm Quan Âm, thương người, cứu vật, tích lũy cái công đức này, cái chiều sâu cho nó sâu, cho nó dày. Lỡ mà cái nghiệp nó tới thì nó pha loãng nặng thành nhẹ. Được không? Được chứ. Trong kinh Đức Phật nói là phẩm hạt muối á, nếu mà một chén nước mà bỏ một nắm muối vô á, là nó mặn uống không được. Nghĩa là cái tâm của mình nó nhỏ hẹp, nó ích kỷ, nó hẹp hòi như một chén nước. Mà cái nghiệp ác đó như nắm muối mà bỏ vào ở trong cái chén nước thì mặn chát uống không được, đúng không? Cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm không biết tu tập, cái tâm ganh tị, cái tâm nghi ngờ, cái tâm tham lam, cái tâm sân hận. Phải không à? Thì cái nghiệp xấu ác đời trước nó tới với mình để trả cái quả thì nặng thành nặng hơn, đúng không? Còn nếu cái tâm mình rộng lượng, nhờ công đức niệm Phật nó khai mở tâm lượng, nhờ trì chú đại bi nó khai mở tâm lượng, nhờ niệm Quan Âm nó khai mở tâm lượng, nhờ coi như là thương chúng sanh, cứu vật nó khai mở tâm lượng, cái tâm mình như một lu nước, như một hồ nước giống như đó, mà bỏ nắm muối vô thì nó phá loãng thôi. Nghe cái lý này hiểu đúng không? Thông đúng không? Thì hiện tại bây giờ phải lo tích đức thôi. Đúng không? Lý luận nghe hợp lý đúng không? Kinh Phật mà, kinh Nikaya nói về phẩm hạt muối, chắc chắn là như vậy. À, rồi tổ sư hôm qua Ngài mới giới thiệu và Ngài mới có một cái ý niệm về cái việc mà tâm mình như tờ giấy trắng, rất là hay. Hôm bữa ngồi họp trên quý thầy ngày thứ năm trước khi thứ sáu ra đây, bữa đó có họp có nói về tâm mình như tờ giấy trắng. Tổ sư Ấn Quang có khai thị tâm mình như tờ giấy trắng. Bản thể của tâm giống như một tờ giấy trắng. Tác dụng của thiện ác nhân quả của tâm giống hệt như vẽ Phật hay vẽ địa ngục. Điều ti tâm hiện, bản thể tuy đồng nhưng tạo tác thật khác. Vì thế chỉ là thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm trở thành thánh. Chúng ta chẳng nên thận trọng nơi những gì mình nghĩ, mình làm, mình nói ư. Sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Một cái tờ giấy trắng A4 ha, giấy học trò vẽ cảnh địa ngục thì cảnh đó nó còn nằm trong tờ giấy đó. Vẽ cảnh trời làm thiện, cảnh trời nằm trong đó. Đại khái là cảnh xấu, cảnh đẹp, vẽ cảnh gì trong tờ giấy trắng là nó in, nó còn nằm trong đó. Ví dụ cái tờ giấy trắng là cái tâm thức của mình, là bạch tỉnh thức, là tâm thức trong trắng thanh tịnh. Nhưng do mình suy nghĩ, lời nói, việc làm, nghi ngờ, xấu ác, rồi mình tưởng là sau khi mình suy nghĩ xong là thôi nha, hết nha. Nhưng đã vẽ trong tâm thức của bạn rồi. Mà khi vẽ vào cảnh giới là tham lam, ngày nào cũng nghĩ đến tiền, ngày nào cũng nghĩ đến cái chuyện phải vơ vét, phải xin xỏ, phải kêu gọi, phải mượn mỏ, phải lừa lạc, lừa lọc tiền bạc, rồi về sắc dục, rồi về danh lợi, rồi ăn uống, rồi ngủ nghỉ, rồi ngũ dục á, là cái tâm tham của mình nó đắm chìm trong đó, thì mình đã vẽ cảnh ngạ quỷ trong đó. Trời ơi, nó sâu sắc, đúng không? Đã vẽ cảnh ngạ quỷ trong đó. Mà cái cảnh ngạ quỷ của hiện tại này là cảnh ngạ quỷ của nhân gian á, là nó mới ra cái hoa báo thôi. Cái hoa báo đó là nghèo cùng túng thiếu, bởi vì luôn luôn cái tâm khởi ngạ quỷ là tham lam mà, cho nên nó nghèo cùng, nó túng thiếu, thọ mạng thì ngắn, rồi bệnh hoạn, rồi chết mà không có cái chiếu để mà đắp. Thì đó là cảnh giới ngạ quỷ đã vẽ trong tâm thức. Bạn mất thì quả báo ngạ quỷ xuất hiện bả vào đó, đố mà ai cứu được bạn. Sâu sắc đúng không? Sâu sắc đúng không? Thường con người mình khi mình nghĩ, mình nói, mình làm những điều xấu ác, qua rồi mình nghĩ là hết đúng không? Nhưng mà Tổ Ấn Quang nói nó còn ở trong tâm thức mình là ai lại gia thức. Giống như vẽ một cái cảnh xấu ác ở trong tờ giấy thì nó vẫn còn đó. Vẽ một cái cảnh trời, giữ năm giới, quyết định không ăn thịt chúng sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, ý không tham sân si, làm 10 điều thiện. Thì người này vẽ cái cảnh người, vẽ cảnh người. Hiện tại họ được cái hoa báo, giới danh từ hoa báo, giàu có, thân thể đẹp đẽ, tuổi thọ kéo dài, ít bệnh tật, gia đình đoàn viên,
con cái đông đúc, mọi việc được hanh thông. Người thôi nha, nói người thôi nha, mọi việc được hanh thông. Thì người này đang vẽ cảnh người trong tâm thức của mình. Nhưng nếu không tiếp tục vẽ cảnh Phật là niệm Phật vãng sanh thì đời sau làm người nữa thì cũng không xứng ích gì đâu. Nghe nghe cái chỗ là tâm mình tạo ra cái tác dụng, ý nghĩ, lời nói và việc làm giống như vẽ tranh trong giấy không? Cái chỗ này nó hay tuyệt vời. Cho nên là thực sự chúng tôi thường tu xong là đối trước tượng của Tổ sư Ấn Quang mà khắc một cái tượng bằng đá cao 60 phân để lên bàn thờ cung kính giống như Ngài ngồi hiện diện đó. Cầu Ngài gia hộ cho con để học bộ văn sao. Trước tự học, tư tự hành, sau dạy người, thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết, một đời không thối chuyển. Sợ nhất là thối chuyển Bồ Đề Tâm. Và khi con bỏ báo thân này, thọ mạng hết hoặc là đủ thiện căn phước đức nhân duyên, Ngài cùng Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát rồi bắt thượng thiện nhân đến tiếp dẫn con vãng sanh, con cũng không có cần thiết cái cõi này, sống tạm thôi. Nói chân tình, nói có bữa rơi nước mắt. Ngài là Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí, mình nói Ngài nghe chứ, nghe không? Mình suy nghĩ lên có ai biết, mình biết, quỷ thần biết, Phật Bồ Tát biết, đúng không? Nếu mà mình biết Phật Bồ Tát quỷ thần biết, mình dám suy nghĩ vậy không? Cái chỗ này là cái chỗ mà Tổ Ấn Quang nói, khi mà khởi một niệm xấu ác, mình biết. Mà cái biết này nó ở trong đó, nó tô vào trong tâm thức, rồi mình suy nghĩ cái khác, mình nghĩ là mất, chứ không mất đâu, không mất đâu. Thì bây giờ mình lý luận lại, muốn xóa những cái cảnh xấu ác, giống như tờ giấy, muốn tẩy đi những cái cảnh xấu trong tờ giấy, thì bây giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Vẽ chồng lên, tức là cái cảnh xấu đó, mình vẽ chồng lên cảnh xấu đó, lấy cảnh đẹp vẽ chồng lên. Nhanh nhất, nhanh hơn là xóa. Bây giờ mình đã lỡ tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nghiệp xấu ác rồi. Bây giờ mình tự lực mình tu mà để cho nó tiêu hết tất cả những cái nghiệp xấu ác thì mình phải ba đại A Tăng kỳ kiếp lâu lắm. Bây giờ cái cách vẽ chồng lên cái xấu ác là niệm Phật. Lấy cái tâm thức nghĩ xấu ác đó bắt đầu niệm Phật. Hiểu cái chỗ nào? Bắt đầu niệm Phật. Cho nên Ngài Hám Sơn mới nói là cái cách chuyển thức thành trí, chuyển nghiệp xấu ác trở thành thiện nghiệp, tịnh nghiệp thì chỉ có niệm Phật là hay nhất. Trì chú là hay nhất. Một mặt là tự tánh công đức của lực của mình khởi lên để mà mình niệm Phật. Thứ hai, mình lấy Phật lực gia trì để cảnh xấu ác đó nó tan biến thì nhanh hơn là mình để tự nó tiêu. Hoặc giả mình tu tự lực là mình ngồi thiền. Ngồi thiền rất là hay. Rất là hay, nhưng phải là bậc thượng căn thượng trí. Chứ Tổ Ấn Quang nói là ti triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng vẫn luân hồi sanh tử. Cái đó là mình tự xóa, rất là cực. Bây giờ nhờ Phật Bồ Tát gia hộ, vẽ cảnh đẹp chồng lên cảnh xấu, lấy tâm thức niệm Phật thay cái tâm thức nghĩ xấu ác đó là cứ niệm. Cứ niệm chú Đại Bi, cứ niệm Phật thì lâu ngày cái cảnh xấu này nó sẽ mất, tâm thức xấu ác sẽ mất. Cái cách vẽ chồng lên cảnh xấu hay. Hay, đúng không? Chứ để cho mà mình ngồi mình đã vẽ mình đồ đậm ở trong tờ giấy, bây giờ ngồi tô để mà mình xóa từng chút, trời ơi nó lâu, cực kỳ lâu. Để cho nó tiêu tham sân si mạn nghi thì phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, nó lâu lắm. Để chứng quả A La Hán gọi là tiêu kiến hoặc tư hoặc thì bọn phàm phu mình làm nổi không? Chỉ chuyển cái thức thành trí bằng cách niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, nghĩ những điều thiện thì gọi là vẽ chồng cảnh thiện lên cảnh ác. Vẽ trong hình đẹp lên hình xấu là hay nhất, đúng không? Chứ bây giờ mình ngưng cái tâm thức không cho nó suy nghĩ làm sao mà được. Lúc trước chúng tôi tu thiền á, lên ngồi xếp bằng không suy nghĩ gì hết, để cho nó im re. Một là gũ gục, hai là vọng tưởng. Kìm được một nửa tiếng, một tiếng là không cách nào kìm được. Cái vọng tưởng mình nó mạnh như một cái dòng thác, nó chảy ào ạt, gọi là vọng tưởng mình gọi là A La Di Đà thức, nó như một cái dòng thác, nó tràn, nó chảy mạnh. Mà bây giờ mình ngăn cái dòng thác đó ngăn không được. Cái tâm thức đó nó chảy ào ạt, nó suy nghĩ rất kinh khủng. Mình chỉ trong giây lát, nửa tiếng, một tiếng mình ngồi mình kìm thôi. Còn sau khi đó rồi nó suy nghĩ. Bây giờ mình lấy cái suy nghĩ đó, công việc thì mình suy nghĩ công việc. Suy nghĩ xong rồi chuyển sang niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, tùy theo cái thời gian. Và mình sẽ làm như vậy thì cái tâm thức của mình nó chuyển thành trí và cái nghiệp nó tiêu rất là hay. Đó là cái cách của các vị coi như là tổ sư đi trước người ta chỉ đó. Ha. Hồi nãy giờ nói nghe hiểu là tâm mình như tờ giấy trắng không?
mỗi chiều chủ nhật 2 giờ lên đây để coi như là vẽ chồng cái cảnh tốt lên cảnh xấu là thiên thủ thiên nhân mọi người đây bi tâm đờ lên đi nam mô ra 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 hả phải vẽ chồng không thầy thích vẽ chồng hơn là thầy xóa xóa nó mệt xóa mệt sáng hôm nay ngồi 1 tiếng 10 phút mở cái máy ra chứ một mình tụng nó mệt lắm thiên thủ thiên nhân ngài đại bi tâm đà ni nam mô an ra năng na ra ra ya ya nam mô a di đà phật lo yến đế tam bảo na ya bồ đề nam nha vẽ chồng chú đại bi lên tâm thức vọng tưởng điên đảo phiền não tuyệt 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 cái âm thanh này á nó đi sâu vào trong cái tánh nghe mà cái âm thanh thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quán Thế Âm mà Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là hóa thân Bồ Tát Quan Âm, tu đã chứng nhị căn viên thông, đưa ra một cái pháp Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi là thần chú Đại Bi, lưu xuất từ tánh nghe. Đó là cái quả giác diệu dụng từ tánh nghe của Bồ Tát Thiên Thủ. Mình lấy cái quả giác này mình đưa vào tánh nghe của mình. Mình lấy thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ đưa vào tâm thức của mình. Nghiệp lực không tiêu là chuyện lạ, không có thế mà không tiêu. Đúng không? Ai dám nói là không tiêu? Chỉ có mình không chịu niệm thôi. Ngồi đó mà để mà không không thì thôi rồi luôn, đời mô mà nó tiếu. Bởi vì chúng tôi cũng có qua tu thiền rồi, nhưng mà thiền là dành bậc thượng căn thượng trí. Mình trung hạ căn ngu ngu dốt dốt và thôi nương thần lực của Phật Bồ Tát để về cực lạc cho nó rồi. Hả? Lý luận chi nữa? Ai tu cũng được đúng không? Quá dễ, chỉ đọc theo thần chú thiên thủ thiên nhãn vậy mà từ từ nghe được, ngộ được tánh nghe. Bởi vì mình nghe cái pháp của Phật, đó là cái thần chú thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, mà mình nghe cái pháp đó là Tổ Ông Quang nói là chú tâm nghe, chú tâm tại nghe, nghe lâu ngày tâm quy về một mối, ngộ về tánh nghe. Cạn là được thành phiến, sâu là được nhất tâm. Dễ không? Dễ đúng không? Nhưng mà lâu ngày là nó ngán đó. Nó ngán đó là phải thay đổi món ăn cho cái khẩu vị nó đỡ ngán nha. Sáng là đại bi, xong rồi tụng phổ môn, rồi niệm Phật, niệm Quan Âm. Cứ chia như vậy đi, đừng một môn chịu không nổi đâu. Ăn cơm trắng hoài nó ngán dữ lắm, ăn không nổi đâu. Tổ Quang nói như vậy. Ủa, nhanh quá hơn tiếng rồi. Nãy giờ nghe thấy có buồn ngủ không ta? Không hả? Giảng tình độ như vậy thì nó mới thú đúng không? Thú, sâu có cạn có, cao có, thấp có, trường hợp nào, cảnh giới nào cũng vô được hết. Thì lúc này quý thầy là hiện thân để gì? Để thành tựu pháp hội. Thì công đức pháp thí của mấy thầy rất thù thắng. Quý Phật tử có mặt ở trong này là hiện thân để gì? Để thành tựu pháp hội, để chúng tôi cúng dường pháp. Đúng không? Công đức rất thù thắng. Này, này mấy thầy không có ai, Phật tử không có ai, chúng tôi với Diệu Hiền với vài người nói với ghế được không? Nói với ghế làm sao nói? Đúng không? Có phải mình là hiện thân không? Bỏ một chút xíu thời gian không là đáng là bao. Ngày Chủ Nhật cũng nghỉ làm việc, chút xíu tiền, một chút xíu công sức nữa đi đến đây. Quý vị biết nó lợi bao nhiêu không? Tổ Ông Quang nói là bỏ công sức đến dự pháp hội, nghe pháp, tụng kinh, trì chú, phóng sanh. Tuy rằng bỏ công ít nhưng mà thu hoạch kết quả to. Bởi vì đây là một loại cộng nghiệp của tịnh nghiệp. Tin điều này không? Tin cho nên thành ra đồng đen mới ngồi đây chứ. À. Nguyên tắc của người mà họ tu về cái phần giáo tức là họ học Tam Tạng Kinh Điển về Kinh Nikaya, rồi Kinh A Hàm, rồi Kinh Niết Bàn, rồi Kinh Pháp Hoa, Kinh gì đó. Thì trên cái nguyên tắc Tổ sư Ông Quang nói học giáo cũng phải là giữ giới, sanh định rồi mới sanh ra trí tuệ. Nguyên tắc của nhà Phật mình là giới sanh định, định sanh tuệ. Nhưng mà nếu mà họ học cái phần giáo đó mà để họ thâm nhập, để họ ngộ được phần giáo, họ chứng nhập vào phần giáo đó đó, thì phải là bậc thượng căn. Tuy là Ngài Giới Hiền là bậc thượng căn, học phần giáo đạt đến là luận sư, một vị thầy luận về di thức, nhưng nghiệp báo đến chịu không nổi, đòi tự tử. Thì chúng ta không có cái cửa để học phần giáo này, cho nên Tổ Ông Quang nói là mình tu tịnh độ chỉ học những phần nằm trong tịnh độ để đủ cái thời gian và đủ cái vốn để chúng ta tu thôi.
chứ chúng ta không đủ cái sức mà một bước mà coi như là đi ngàn dặm, một ngụm nước mà uống hết cả biển cả. Không, không làm kiểu đó, không mất thời gian lắm. Lúc trước chúng tôi học tràn lan, di thức, đại bụ tích, cái gì cũng học, học riết rồi không biết cái gì để tu, gọi là đa thư loạn tâm. Còn các vị có tâm gọi rằng rộng lượng, một ngụm nước uống hết biển cả là bậc Bồ Tát, một bước đi ngàn dặm là Bồ Tát. Cứ học, cứ học, đúng không ạ? Nhưng riêng mình là kẻ phàm phu là phải học trong cái phạm vi của mình, để mình dùng đủ lượng của mình để dùng. Đó là học về tịnh độ, để mình đủ biết kiến thức để mình tu. Cho nên suốt cuộc đời chúng tôi phải học bộ văn sao. Và một số các vị về tịnh độ, 13 vị tổ chúng tôi bám sát để học trong phạm vi của tịnh độ, gọi là năm kinh một luận, là không đủ thời gian chúng ta học rồi. Nhưng mà nếu người đó mà họ có một cái trí tuệ yên bác, mà họ có một sức định sâu, họ có căn lành thì họ học không có chán ngang. Quý vị về đọc mấy cuốn sách coi, chán chết, chán như cơm nếp, ngán đọc không vô. Nhưng mà nghe cái đĩa chúng tôi là nghe tối ngày, nghe không ngán. Lý do gì vậy? Bây giờ chúng tôi học xong, chúng tôi biến cái sự học thành một cái chất lỏng của tâm linh, rồi mình thực hành nó cũng có một chút xíu lợi lạc, chút xíu lợi lạc ngang, rồi mình đem ra mình nói, tự nhiên người ta thông hiểu. Được rồi, người ta thực hành rất là dễ. Có ngày nãy có cái cô đứng ở dưới công ty, cô nói: thầy, con gặp thầy con mừng quá, chú Hiền ổng dắt đến, con tưởng con không gặp thầy được. Con nghe nhiều đĩa giảng lắm mà con không có cái duyên, sao không biết, con không thâm nhập được, con cứ nóng nảy, con bực tức, con có như là nói hỗn láo với ông chồng, có như là con đau đầu, con khó chịu. Mà khi con nghe đĩa thầy một tuần nay, con mát mẻ, con an vui, mà cô đứng cô nói cái cảm giác của cô rất là lớn về cô nghe những cái video trên YouTube của chúng tôi. Chúng tôi hỏi bữa nay làm sao rồi, cô nói bữa nay đau đầu nó cũng hết nè, rồi con hiền ra, chồng con thương con nè, rồi mọi người thấy con sao, thấy tu hành, thấy kết quả quá, con kêu nghe pháp đi, niệm Phật trì chú tu đi, mà họ không có chịu tu, trời ơi uổng quá trời luôn. Họ nói giống như họ cổ thuyết pháp cho mình nghe, trời ơi mình nghe nó sướng. Mình cứ ổ lợi ích vậy hả ta, nghĩa là họ thâm nhập được cái lý, nhớ nghe, họ nghe pháp họ thâm nhập được cái lý. Ngay nơi thâm nhập được cái lý mà chúng tôi nói về cái pháp thực hành, họ đã là thoải mái rồi, tinh thần đã là sảng khoái rồi. Rồi bắt đầu tiếp tục niệm Phật, ăn chay tu hành. Con nói cái câu này mới ghê nè, lúc trước con chưa nghe pháp mà nấu chay, con kêu là ai mà nấu chay tôi bưng tôi đổ ra ngoài á. Trời ơi, bà này như bà Trần mà giữ kinh thiệt. Bữa nay bà nấu chay bà dụ dỗ ông chồng ăn, ông chồng đi công chuyện bà ở nhà mà nấu chay, bà kêu trời ông nhắc nhà nói cũng đúng á chứ. Ngay lúc đó chúng tôi khởi một ý niệm: dầu con này cầm 1 tỷ của cúng, cái phước báu này là hữu lậu, chúng tôi xài cho tam bảo thì cái phước báu cô này vẫn là hữu lậu. Nhưng hôm nay con nói cái cảnh giới của nghe pháp, của hoan hỷ, của tu tập hơn 1 tỷ của cúng dường. Cái này chúng tôi thường nói cái chuyện gọi là đồng tiền nó khó khăn, mình đem ra mình để mình con đo đong đếm. Ý chúng tôi muốn nói làm sao cái buổi giảng hôm nay quý vị nghe để mà quý vị về tu tập, đó là cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Vì công sức của chúng tôi đem ra giảng để mà hiểu, để mà tu, đúng không? Chứ đâu phải đem ra đây giảng để mà kêu gọi đồng tiền, hoặc giả là muốn quý vị làm cái gì khác đâu. Đúng không? À, ông Đức Tính ông ngồi gật gật đầu như kia đó. Chúng tôi đem cái tâm chân thật, không lừa gạt quý vị nói, rồi quý vị đem cái tâm chân thật nghe, thì quý vị biết hai cái tâm này nó cảm với nhau thì nó sanh ra một cái pháp hỷ sung mãn, đúng không? Phải là sung mãn chứ. Cô nói con nghe nhạc, con nghe cái gì con cũng đau đầu, mà con nghe thầy con không đau đầu. Sự thật ngăn chúng tôi không có tăng, con có nhờ không có thêm bớt một cái gì đâu. Cô nói sự thật. Cho nên thành ra một cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay, khi làm xong một cái video đưa lên khắp thế giới họ nghe, thì cái đây là một loại pháp thí. Mà pháp thí này nó sanh ra công đức trí tuệ. Hả? Rồi quý thầy hôm nay gọi là mang những cái gì đó, sách rồi kinh rồi giống như cô Anh, cô phát tâm cái đạo làm con. Cô thấy cái cuốn này hay quá, cô bắt con cô viết, xong cô in ra 5.000 cuốn, 40 mấy triệu này tặng cho quý vị. Đây là pháp thí, đúng không? Rồi cái quạt đó đang quạt quạt có thần chú đại bi đó, là pháp thí, đúng không? À, thì một cái pháp hội của mình hôm nay là toàn bộ pháp thí.
chứ không có cái pháp hội buôn bán gì trong này hết, đúng không ạ? Thì chúng ta hôm nay thực sự là đi dự pháp hội, nó bỏ công của chúng ta ra xứng đáng đúng không? Rất là xứng đáng. Thực sự mà hôm nay có một số quý thầy, quý hòa thượng tuổi đạo cũng lớn hơn Giác Nhàn mà tuổi đời cũng lớn hơn Giác Nhàn vẫn ngồi đây để nghe. Thực sự hôm nay trong lòng cảm động, thực sự là cảm động. Vì sao vậy? Bởi vì họ hạ cái ngã họ xuống. Cái lúa khi mà nó lên trái thì nó làm sao? Nó lên hạt, nó lên hoa, nó lên hạt thì sao? Nó gục đầu, đúng không? Đúng không? Thấy cây lúa chưa? Một đám lúa khi mà nó ra, nó lên mạ, là lên cây lúa thì nó thẳng. Nhưng khi có lúa là nó gục đầu. Đây là tượng trưng cho chánh nhân quân tử, bậc cao niên lập hạ lớn mà họ vẫn ngồi đây nghe pháp. Thì đây là bậc chánh nhân quân tử. Còn cỏ dại á, nó mọc càng cao nó càng thẳng đầu, đúng không? Đúng không? Kẻ dại đó là kẻ ngã mạn. Xem cha mẹ không ra gì. Những người mà hỗn láo cha mẹ, bất kính cha mẹ thì làm sao mà làm ăn được? Làm sao mà có thể thành tựu trong sự nghiệp cuộc đời được? Những người học trò mà bất kính thầy thì đây là một cái tội quá lớn rồi. Cái tội này gọi là nói về cái vấn đề tịnh nghiệp. Đây là đó, không phải tạo tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Mà bất hiếu cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, đây là ác nghiệp. Phải đọa ác đạo thôi, chứ không còn nói con đường nào khác đâu. Thầy nói trò không nghe. Trong khi đó là công đức, trí tuệ, phước báu, mọi thứ, tuổi tác mình không bằng người khác mà mình cứ cãi. Con cái cũng vậy. Thì mình phải đọa ác đạo. Đó là cỏ dại mọc thẳng đầu. Càng cao đầu càng thẳng, đúng không? Cái đạo lý này nó hay. Cái đạo lý này nó hay. Ồ. Chứ hôm nay những vị mà coi là cao niên lạp trưởng mà ngồi đây để mà nghe văn sao tổ sư Ấn Quang, chúng ta là người thay thế, gọi là chia sẻ. Nhưng mà trong lời nói mình phải là cung kính, chứ không phải ngã mạn trong này. Vì vậy cho nên giới luật của nhà Phật giữ hai cái giới cho chắc, đó là giới sát sanh. Tuy rằng không trực tiếp giết, đem tiền ra chợ thuê người ta giết, một cái buổi lễ của mình sinh nhật, hoặc là thôi noi con cái, hoặc giả đám cưới vân vân, bao nhiêu chúng sanh phải chết một cách vô tội, ăn rồi bỏ mứa bỏ vải mang đi đổ. Trong khi đó chúng sanh nó chết vô tội, thì cái tội của vị không phải nhỏ đâu. Cái cộng nghiệp của vị không phải nhỏ đâu. Lúc bắt đầu là cái quả báo nó tới rồi, bắt đầu bệnh rồi, đừng có rên, đừng có la, đừng có than trời trách đất. Tổ Quang nói cái giới sát là nó nguy hiểm cực kỳ. Và cái giới thứ hai đó là cái giới tà dâm, nhất là phá thai. Ở khu này quý vị biết bao nhiêu chục nghìn cái thai không? Nguy hiểm vô cùng. Không biết là tội, chứ nếu biết là tội làm gì dám làm. Mà nếu biết là tội nhưng mà căn lành mình quá thấp kém, cho nên thành ra chưa đột phá được cái tội đó, cho nên nó vẫn cứ trưởng dưỡng, nó vẫn cứ hành hạ chúng ta, nó vẫn cứ gây chướng ngại cho chúng ta. Thì đại bi 50 biến buổi sáng, còn không 25 chiều 25, hoặc là sáng 50 chiều 50, hoặc là 75, hoặc là 25, hoặc 50 như Tổ Ấn Quang đi, thì thấy cái nghiệp của mình nó giảm như thế nào, cái niềm vui trong ngày như thế nào, rồi cái sự tinh tấn mình như thế nào, và cái lòng từ bi mình rộng mở như thế nào. Còn tự mình khai mở không được đâu, khó lắm. Tự lực của mình khai mở không nổi đâu. Cái nhiều thầy cũng kêu trời niệm Phật đủ rồi, 4 chữ được rồi, cần gì niệm 6 chữ thêm đại bi xen tạp. Họ nói như vậy thôi chứ thực sự họ làm không được đâu. Chúng tôi đã kinh qua cái chuyện này rồi. Đọc vào văn sao thì phải phục Tổ Ấn Quang, phục sắc đất. Ngài nói sao mình làm vậy đi. Tối là 25 hoặc 50 hoặc 75 biến đại bi đi. Vừa rồi chúng tôi gọi thầy Nhật Minh ở ngoài chùa Đá, thường quay phim ở đây, thầy hay vô. Hỏi thầy Nhật Minh bữa nay sao qua đó rồi, thầy kêu phải là 50 biến đại bi thôi sư phụ à. Sáng 25 chiều 25 thôi chứ không có thể nào mà bỏ đại bi được. Kêu, ừ tốt, làm đi. Làm đi sẽ thấy. Hôm nay nghe pháp đi rồi về thử coi 5 7 10 15 25 sáng lại một lượt chiều một lượt thử coi. Đâu bao nhiêu thời gian đâu, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Mà bỏ ra có mấy tiếng đồng hồ, mình không bỏ thì hỏi làm sao mà có được cảm nhận được cái pháp hỷ, pháp lạc của Phật, đúng không? Nếu mà về làm thì cái buổi hôm nay đi nghe mới giá trị. Gọi là giải hành tương ưng, đúng không? Có nghe và có thực hành. Ha. Cái việc thứ hai đó là nói sơ về cái việc giới. Nhưng mà cái người niệm Phật cần phải nói thêm cái việc phát Bồ Đề Tâm.
Mà phát Bồ Đề Tâm phải từ nơi cái tâm lượng của mình, tùy theo sức của mình mà phát. Ở chỗ này tuần trước chúng tôi có giảng nhưng mà không nói chỗ này. Ngài Xá Lợi Phất nhiều đời về trước trong sử liệu có nói là Ngài phát Bồ Đề Tâm. Ngài thấy các vị Bồ Tát tu hành thành Phật là phát Bồ Đề Tâm. Cái thân này nè, xả bỏ. Quốc thành thê tử xả bỏ. Ai sinh vợ mình cho. Mấy ông dám cho. Mấy bà ai đến giật chồng mình cho. Cho. Hiện tại thì nghe có lý lắm, mà về nhà kêu trời con mẹ đó, nó giật chồng tao, tao phải đi lấy lau lam tao tạt axit nó. Hả? Không, nói người đàn ông họ xả bỏ cũng hay lắm. Người đàn ông họ xả bỏ hay lắm. Thấy cái ông khác giật vợ họ đến họ dài tát tay, họ quýnh vài cái xong rồi thôi. Nhưng mà mấy bà mà đánh ghen là hơn mấy ông. Trời ơi, toàn là axit với dầu lam không. Cái chấp của mấy người phụ nữ lớn á, phải cẩn thận đấy. Thì Ngài Xá Lợi Phất thấy là muốn thành Bồ Tát là phải xả bỏ bố thí cúng dường. Và nghe Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni á, vô lượng đời kiếp đến bây giờ, tam thiên đại thiên không có chỗ nào mà không có xác thân của Phật để bố thí cúng dường. Khắp tam thiên đại thiên ai còn gì cho đó. Ngài Xá Lợi Phất nghe vậy thấy cũng có lý không? Phát nguyện lên, ai cần cái gì trong thân thể ta là ta cho. Con quỷ Dạ So nó tới, nó kêu ông, ông mới phát Bồ Đề Tâm, cần gì thân thể ông cho đúng không? Ta không cần quốc thành thê tử, không cần vợ con, không cần của cải. Ta cần con mắt của ông á, được không? Ông kêu chó, móc con mắt trái ra đưa. Thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi ông cần để làm gì? Kêu cần để làm thuốc. Móc mắt trái ra đưa. Quỷ Dạ So nó hửi hửi, nó kêu con mắt này tanh quá, không làm thuốc được. Ông vứt xuống đất chà chà, kêu con mắt bên kia kìa. Vừa nghe như vậy thối Bồ Đề Tâm liền. Nói phát Bồ Đề Tâm khó quá. Đúng không? Nghĩa là tùy theo cái sức của mình. Mình có 5 triệu thì mình cúng 2-3 triệu còn tiền mua gạo ăn. Đúng không? Có 5 triệu mà cúng 15 triệu đi mượn tiền người ta nữa. Trời ơi! Sao được? Đâu hiểu không? Hiểu chỗ kia phát Bồ Đề Tâm không? Rồi. Cái sức của mình tu một ngày 6-7 tiếng là vừa. Mình phát Bồ Đề Tâm, mình lạy vạn Phật, mình tu ngày 12 tiếng. Tu không nổi. Đuối sức tôi không nổi. Thường con người mình có bị cái chỗ mà Tổ Ấn Quang hay nói là mới vào tu bộp chộp, mong lẹ, mong nhiều, mong nhanh, mong cho mau chứng. Thì cái đó cái chướng ngại của người dụng công tu hành rất lớn. Mà thường con người của mình ở ngoài cuộc sống làm cũng muốn mong có tiền nhiều, làm cái gì cũng muốn mong thành tựu nhiều, nhanh á. Thì chính cái tâm nhanh mà bộp chộp này khi vào tu cũng bị chướng ngại. Chậm mà chắc, 25 đủ sức thì sáng 25, chiều 25, còn không thì sáng 5, chiều 5. Hoặc cái sức của mình bao nhiêu thì mình phải làm bao nhiêu, lượng theo sức mình. Mà thường con người mình làm là cái làm là thường là nó ít lắm hơn là mình hưởng. Để ý đi, có những người họ ra họ mua cái bộ đồ có họ 5-7 triệu, cái váy, cái đồ gì đó, cái giỏ gì mấy chục triệu không tiếc, mà cúng dường phóng sanh cái 500 ngàn, xe xe nước miếng sợ nó dính thành 2 tờ. Có đi. Cái tâm lý này là đã có đó. Bởi vì cái Bồ Đề Tâm mình nó chưa khai mở. Chưa có một cái pháp ngoại động để tác động vào. Cái pháp ngoại động là trì chú, là niệm Phật, là gì? Đọc lời thánh hiền. Cái pháp ngoại động tức là niệm Quan Âm. Mình tác động vào để nó khai mở Bồ Đề Tâm. Mà nó cứ càng khai mở chừng nào thì phước báu công đức càng nhiều chừng đó. Cái điều này chúng tôi chứng nghiệm luôn. Chứng nghiệm nghĩa là cái lúc mà gọi rằng là 2000 đến 2007 là không gạo nấu đúng không? Không gạo nấu. Hai cha con là không gạo nấu. Sự thực là vậy, không có ga để mà nấu một buổi cơm. Vất vả vô cùng, đi mua thiếu, mua đợ. Rồi cuối cùng sao? Phát Bồ Đề Tâm, mỗi chủ nhật phóng sanh 500 ngàn. Phát Bồ Đề Tâm nuôi các cụ. Phát Bồ Đề Tâm để mà in Phật Pháp, ở tại nhà niệm Phật, để cho mọi người đến niệm Phật, lo ăn uống miễn phí, tất tần tật mọi thứ. Vừa khởi niệm phát Bồ Đề Tâm, bắt đầu phước báu tới. Lạ như vậy. Cho nên cái phát Bồ Đề Tâm, Tổ sư Ấn Quang nói, nếu tu mà không phát Bồ Đề Tâm thì giống như là mình cày đất mà không gieo hạt. Ghê không? Cày đất mà không gieo hạt là bỏ công cày đất cực quá, mà không gieo hạt sao mà lên cây, lên lúa để chúng ta ăn. Đúng không? Như vậy mình tu mà mình không phát Bồ Đề Tâm thì không có phước báu, cho nên nó không có phải là gọi là gieo hạt.
nghe nghe Tổ sư Ấn Quang nói về pháp Bồ Đề Tâm trong này. Bồ Đề Tâm là tâm địa lợi mình lợi người, nghe dễ hiểu không? Cái văn phong của ngài tuyệt lắm, khi đọc vào một cái là rõ liền. Chứ không phải Bồ Đề Tâm chỉ lợi mình không đâu, mà lợi người không, mà không lợi mình thì cũng thua, mất sức, không đủ lực để làm. Lợi người mà tổn mình cũng không được, mà lợi mình lợi người thì được, mà lợi mình mà tổn người thì càng không được, đúng không? Bồ Đề Tâm, lắng nghe cho kỹ nha, đừng nói chuyện nha, lắng nghe cho kỹ, chỗ này quan trọng à. Bồ Đề Tâm là lợi mình lợi người, tâm ấy vừa phát ra liền giống như vật nhiễm điện, dây điện đồng, dây điện nhôm, mà khi mà nối nó vào một cái là điện nó chạy cái xẹt một cái là qua kia liền, phải không? Vật nhiễm điện đó, tức là cái dây điện mà khi mà nối vô một cái là nó xẹt liền, nó qua tới bên kia, nó phát ánh sáng liền trong tích tắc. Trong tích tắc, nghĩa là vừa phát Bồ Đề Tâm, bố thí, cúng dường, phước báu tới liền ngay lúc đó, gọi là tâm thí. Tâm thí là tâm phát Bồ Đề Tâm, bố thí, cúng dường. Vừa phát Bồ Đề Tâm, liền giống như vật nhiễm điện, như thuốc pha thêm lưu hình. Ví dụ bông gòn á, bông gòn á, mình để một đống như vậy, mình đốt thì nó cháy cháy, nhưng mà đổ xăng vô một cái là nó phực liền. Lưu hình là xăng dầu á, đổ vô trong bông một cái là chích ngọn lửa là nó phực lên liền. Vừa phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật hồi hướng Cực Lạc, là bên Cực Lạc có hoa sen liền. Nó kinh khủng như vậy đó. Giống như là thuốc pha thêm lưu hình, giống như là vật nhiễm điện. Nghe hay phải không? Tức là cái lối văn phong của Tổ Ấn Quang là thường ví dụ cái tâm mình với sự vật bên ngoài, giống như tâm mình như tờ giấy trắng để mình dễ hiểu, hiểu không? Giống như là điện mà nó có vật nhiễm điện, cũng như thuốc pha thêm lưu hình. Sức của chúng rất lớn, lại rất mau chóng. Điều này có công năng tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, thiện căn bình thường nào có thể ví cho được. Những người không phát Bồ Đề Tâm, họ tu khổ cực vô cùng, niệm Phật quá nhiều, trì chú quá nhiều, mà không phát Bồ Đề Tâm, nguyện vãng sanh để liễu sanh thoát tử. Tu rất tinh tấn, mà phải sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Mà phát Bồ Đề Tâm thì trong tất cả phát Bồ Đề Tâm, mà phát Bồ Đề Tâm vãng sanh Cực Lạc là phát Bồ Đề Tâm thù thắng nhất. Vì đây là phát Bồ Đề Tâm để liễu sanh thoát tử. Mà trong cái phát Bồ Đề Tâm mà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cái yếu tố quan trọng là phải xả ly được ta bà, của cải vật chất thân thể tạm sống, vợ con quốc thành thê tử tạm sống, sau khi thọ mạng hết về Tây Phương Cực Lạc, phải xả ly được ta bà và thấy mình đang như trong tù ngục, đang trong lao ngục, mong thoát khỏi lao ngục. Cái anh nhốt trong lao ngục thì thôi khỏi nói rồi, xích chân xích tay, ăn uống người ta như coi như con chó, người ta vứt vào trong đó, muốn ăn cái gì đó cho người ta ăn. Đói đến giờ đói cũng không được ăn, là phải đến giờ mới được ăn. Đói trước cũng không được ăn. Hết cái quyền công dân rồi. Hôm bữa chúng tôi hỏi ông Đức Tính, ở trong tù người ta có máy lạnh không? Ông kêu làm gì có máy lạnh sư phụ. Cái này là hết quyền công dân. Tôi kêu trời ơi, Hà Nội nó nóng như vậy, không có máy lạnh sao họ chịu nổi. Tôi kêu phải chịu. Thì Tổ Ấn Quang nói là muốn thoát khỏi ta bà giống như thoát khỏi lao ngục, như tù nhân thoát khỏi lao ngục, như kẻ cùng tử muốn mau quay về cố hương. Kinh khủng không? Có ai nghĩ vậy không? Thì như vậy, hôm nay cái chuyện mà để mình phát Bồ Đề Tâm, để mình tu hành, để liễu sanh thoát tử, đây là phát Bồ Đề Tâm quan trọng nhất, đúng không ạ? Cho nên quý vị để ý đi, có những người mà họ gì, họ bệnh hoạn, họ đau ốm, họ nghèo cùng, họ túng thiếu, thì họ phát Bồ Đề Tâm tu rất mạnh. Có một số người mà của cải vật chất quá đầy đủ, họ kêu ổ, vậy bữa mình chết nữa của cải để ai đây, vợ con mình để ai đây, đúng không ạ? Cho nên thành ra là trong cái việc mà Tổ Ấn Quang nói là vãng sanh Tây Phương thì phải nghiêm trì tỉnh giới, phát Bồ Đề Tâm, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, nắm vững cái mấu chốt này, khai triển cho sâu và công phu cho tốt vào. Cho nên thành ra chúng tôi ra đây mà thực sự mà nói, mà không phát Bồ Đề Tâm để vì chúng sanh, để mà phóng sanh á, không vì Phật tử để mà mình đem cái pháp tịnh độ để mình giới thiệu thì cực lắm. Trời ơi, bây giờ đang xông hơi nè, bắt đầu nắng rồi. Nhưng mà nó vui. Vui là bởi vì có nhiều người hưởng ứng, người ta đồng lòng. Cho nên thành ra cái mệt này nó sẽ cắn trừ qua cái vui thôi. Cái vui nó sẽ làm quá giải cái mệt, đúng không? Thì bây giờ đây, đến đây tạm ngưng một chút để cho thầy Tánh đọc.
Ở trong này cũng có câu chuyện của Ngài Giới Hiền, cũng không dài nhưng mà rất là cô đọng. Và lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính lên cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Khai thị số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về tâm mình như tờ giấy trắng. Bản thể của tâm giống như một tờ giấy trắng, tác dụng thiện ác, nhân quả của tâm giống như vẽ Phật hay vẽ địa ngục đều tùy tâm hiện. Bản thể tuy đồng nhưng tạo tác thật khác. Vì thế nói, chỉ là thánh, mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm, bèn thành thánh. Chúng ta chẳng thận trọng nên những gì mình nghĩ mình làm ư. Bồ địa tâm là tâm địa lợi mình, lợi người. Tâm ấy vừa phát ra liền giống đồ vật nhiễm điện, như thuốc pha thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn, lại rất mau chóng. Điều này có công năng tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Không phước đức thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. Chuyện biến cho tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau, người ấy sanh lòng hổ thẹn đứng lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác, tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, tự hành dạy người cầu sanh Tây Phương. Do vậy, đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đôi chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa trong địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu, đã chót tạo trước kia nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Thánh giáo của Như Lai có vô lượng pháp môn, tùy ý nương theo một pháp môn nào dùng bồ đề tâm tu trì, đều có thể liễu sanh thoát tử thành Phật đạo. Nhưng trong còn khi tu chưa chứng, sẽ có sự khó dễ, nhanh chậm, khác biệt lớn lao. Tìm lấy một pháp chí viên, chí đốn, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, khi lý, khi cơ, vừa là tu, vừa là tánh, thích hợp khắp cả ba căn, thâu nhíp trọn vẹn, đồn căn lẫn lợi căn, là chỗ quy túc của các tôn, luật, giáo, thiền, mật, là con đường tắt cho chị người phàm thánh chứng chân, thì không gì bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức giải thích rằng, niệm lớn tiếng thì thấy được thân Đức Phật lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân Đức Phật nhỏ. Cũng có thể giải thích là, niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân Đức Phật lớn, dùng đại bồ đề tâm niệm Phật thì sẽ thấy được ấn thân thân diệu của Phật hoặc báo thân. Khai thị số 2, Tổ sư Ấn Quang khai thị về tín nguyện niệm Phật. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ tận hết bổn phần. Nếu chẳng thể tận hết bổn phần thì dù có thấu triệt tận nguồn tộc đấy, mọi sự trong thiền, trong giáo cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tạm thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu tột nguồn thấu đấy ư. Người tu tịnh nghiệp chớ nên dính vào chút điểm xảo thuật nào. Nếu vẫn thích những chuyện kỳ lạ, không ưa chuyện bình thường, sẽ ắt sẽ biến khéo thành vùng. Do điều này, người thông tông thông giáo thường chẳng bằng ngu phụ thật thà niệm Phật mà lại được lợi ích thực sự. Nếu chữ giữ gìn nề nếp bình thường, đạm bạc, chất phát, thật thà, thì sinh về cực lạc sẽ là điều có thể dự đoán chắc chắn được. Nếu không, chẳng sinh về cực lạc cũng là điều có thể đoán chắc được.
Một pháp niệm Phật chỉ những ai chích được cái chi kiến cuộn vòng mới có thể được lợi ích. Dẫu cho cái trí ngang bằng thánh nhân cũng mặc kệ, cứ lấy một câu Phật hiệu này làm bốn mạng nguyên thần thề cầu vãng sanh. Dẫu đem cái chết bức bách ép thay đổi đường lối cũng chẳng thể thay đổi chí hướng. Như thế mới được coi là người thông minh, mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Nếu không, do lắm chi nhiều kiến, tâm chẳng thể đoạn nghi, đâm ra chẳng bằng kẻ chất phát niệm Phật chẳng có chút hiểu biết nào, lại dễ được lợi ích hơn. Khai thị số 3, Tổ Xưởng Quang khai thị về niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm Chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hệ lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng Chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Người phú quý lắm bệnh là vì: một là vì chẳng chịu cất tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Thứ hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng cũng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết hận tâm kích lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cổ nhiên có chuyện chuyên nhất là quý, nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện, huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa kim niệm Quán Âm hả có lời nào chẳng được. Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý, nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía, chẳng biết còn có một phía khác. Hàng ngày chỉ niệm Phật và niệm Quán Âm, niệm Chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân và bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể chống tránh, bị chúng bom chết sẽ liền vãng sanh. Đây cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chẳng nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, cho chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà hãy nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa, đừng để cho dục niệm chấm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt năm căn của chính mình, pháp này mầu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tự như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ liền tiêu diệt ngay. Khai thị số 4, Tổ Xưởng Quang khai thị về kiên giết phóng sanh và ăn chay. Phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa giết chóc. Muốn tránh giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, câu đầu đến nỗi kiếp đạo binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đây chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn để vãn hồi thiên tai nhân hòa.
phẩm những ai muốn cưới nhà yên vui, thận tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nước Việt phóng sanh, kiên giết, ăn chay, niệm Phật, thì cầu gì lại chẳng được. Ta nay mới nhờ phước thiện đời trước sánh trong loài người, tức nhưng hay nên giải trừ oán hận, thảo mối chốt buộc, kiên giết, phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sinh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến cho chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sinh ngay, nương vào công đức tự thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ được vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi, liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Lại nữa, thương yêu loài vật, phóng sanh, cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện ấy. Vì thế, kinh thư chép rằng, chim, thú, cá, ba ba đều cảm mến văn vương. Văn vương thư xót cả xương khô, huống gì loài vật có chi giác. Còn nhớ dân tử thọ chim bộ câu, tử sản nuôi cá, tùy hầu cua rắn, dương bảo thả chim xé xẻ. Đấy là do tấm lòng nhân bình đẳng của tín hiền, chứ nào họ biết đến nghĩa lý. Mỗi loài hầm linh xuân đồng đều có Phật tánh, lần lượt thân trầm làm kẻ oán người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành Phật. Câu chuyện ngài với hiền luận sư ở Ấn Độ. Luận sư sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 hay thứ 7, là một vị luận sư nổi tiếng của Đại thừa Phật giáo Du Già Hành, tức Duy Thức, trụ trì chùa Na Lăng Đà ở tại nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ. Sư thuộc dòng dõi hoàng gia Samatata ở Đông Ấn, hiếu học từ nhỏ, thâm học với khắp các bậc minh triết. Khi đến trường Na Lăng Đà, sư gặp được Hộ Pháp Bồ Tát, nghe ngài giảng pháp, bèn tin tưởng giác ngộ, bèn theo xuất gia. Vào năm ngài 30 tuổi, sư từng viết luận khiến các sư trưởng ngoại đạo khắp cả một dải Nam Ấn Độ phải chịu thua. Sư trụ trì chùa Na Lăng Đà rất lâu, chuyên hoàn truyền giáo nghĩa Duy Thức. Tổ cho biết rằng, xưa kia giới hiền luận sư ở Tây Phật, đức cao khắp đời, đạo lấy lừng tứ trúc, tức là bổn xứ thiên trúc. Do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Rồi chợt thấy bao vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Huyền và Quán Thế Âm giáng xuống bao rằng, ông trong kiếp xa xưa nhiều lần làm quốc vương, não hài chúng sanh, đáng lẽ phơi đỏ ác đạo từ lâu. Do ông hoằng dương Phật Pháp nên phải chịu được khổ, đau khổ nhỏ này trong con người, để tiêu diệt nỗi khổ trong địa ngục cả kiếp dài lâu. Ông nên gắng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây để học Pháp. Giới hiền luận sư nghe xong ráng chịu đau và sám hối, lâu ngày bệnh lành. Đến 3 năm sau, ngài Huyền Trang đến đó, ngài giới hiền bảo đệ tử thuật lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi đau nghẹn ngào ứa lệ, đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Và lá thư đến đây là kết thúc ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Con cái điều này hôm nay gửi gắm đến cho mọi vị xuất gia. Chúng tôi thay lời của Tổ sư Ấn Quang gửi gắm đến các vị xuất gia và quý Phật tử cư sĩ nam, cư sĩ nữ tại gia. Cái này quan trọng. Khi ác nghiệp của túc nghiệp, quả báo nó đến, đau bệnh, mất mát tiền của, mất mát người thân, nó đến bất ngờ. Nếu hàng ngày
chịu khó dụng công trì chú niệm Phật, niệm Quan Âm, tích phước. Thì khi đụng chuyện đó, chúng ta lấy cái công phu này ra chúng ta dùng, tăng thêm lực. Hàng ngày 25 biến buổi sáng, 25 biến buổi chiều, hoặc niệm Phật ít, vừa đủ công sức. Đụng chuyện, nâng thêm thời gian, nỗ lực thêm lên. Bệnh tật, mất người thân, của cải vân vân, tăng thêm công phu, tăng thêm lên. Quá giải. Tin không? Mình con Phật mà không tin chuyện này là chuyện lạ. Nếu mà không tin là không phải con Phật rồi. Ngài Giới Hiền mà coi như là đáng là một bậc gọi là long tượng, mà coi như là tứ chúng thiên chúc, mà ngoại đạo không thể nào khuất phục Ngài được, ngộ được lý duy thức, thế mà bệnh khổ đòi tự tử. Không có Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm xuất hiện là tự tử chết rồi. Đối với phàm phu chúng ta mà nếu mà không có chuẩn bị một cái pháp để chúng ta hành trì, mà khi mà đụng chuyện đến là chúng ta rối. Mà bữa chúng tôi ví dụ giống như là một cái lồng nó nhốt con gà, tự thân con gà thoát không được, nhờ người khác đập vỡ cái lồng ra, đập vỡ cái lồng ra thì con gà nó thoát. Cái nghiệp lực nó trói buộc còn hơn cái lồng. Buồn phiền, giận hờn, mất mát, bệnh tật nó đến dùng cục. Thì bây giờ phải cần gì? Niệm Phật, trì chú, cầu Phật gia hộ để nó tiêu cái nghiệp, tức là đập vỡ cái lòng. Cái lòng đó là một sự trói buộc của nghiệp báo. Chịu không nổi. Ngài Giới Hiền mà chịu không nổi, mà phàm phu chúng ta không có tu tập thì làm sao chịu nổi? Đúng không? Mà cứ nghĩ là mình chết rồi là mình đã hết, thoát khỏi cái chết là hết. Không. Tâm thức này tiếp tục bị trói buộc. Tự tử phải không? Treo cổ phải không? Một tuần tự tử lại, một tuần tự tử lại một lần. Cứ như vậy làm. Cho nên cái nghiệp báo thực sự là nó khốc liệt. Thực sự là khốc liệt. Muốn thoát nó thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, yên thân. Về bên đó đi rồi nó yên. Còn ở bên cõi này thì nó tới, nó rầm, gọi là nó rập, nó chờ đợi mình, coi như là nó rình rập mình sát bên cạnh. Ý niệm ác khởi lên, cái bắt đầu quả ác, quả báo ác nó chiêu cảm tới. Cho nên thành ra quả báo ác nó tới với mình nhanh hay chậm là do mình có khởi niệm hay không thôi. Nếu khởi niệm thiện thì quả báo thiện nó tới với mình nhanh. Còn người mình nó có thiện ác trong đó đó. Quả báo cũng có thiện ác trong đó. Nếu tâm mình khởi ác niệm lên thì cái ác báo nó sẽ tới nhanh. Tâm chiêu cảm. Nhất tâm thông vạn pháp. Tam giới di tâm vạn pháp di thức. Nhất tâm khởi niệm lên thường niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú hàng ngày. Thì buộc quả báo của tịnh nghiệp là quả báo tốt nó phải đến với mình thôi. Không có chạy đi đâu hết trơn. Đúng không ạ? Điều mình không chịu công phu thôi. Có cái ông đó, ông bắt con rùa trắng, con rùa màu trắng, ông ăn vô một cái, toàn bộ thân thể lở loét, râu tóc rụng hết, da xám rạm. Mà thường con người mình bệnh là người ta thấy người ta ghét lắm, người ta lo một thời gian, người ta chán, người ta bỏ mình, đúng không? Rồi cuối cùng đi ăn xin, la lết về chợ đi ăn xin luôn. Gặp một vị xuất hiện, một vị tăng, chúng tôi nghĩ chắc là Bồ Tát. Mà cái vị mà cư sĩ đó chắc là cũng có nhiều đời niệm Bồ Tát trì chú hay sao, có duyên với Phật. Cuối cùng vị tăng xuất hiện nói: ông thống khổ như vậy là do ác nghiệp. Lúc trước ông có tạo nhiều nghiệp xấu ác gì không? Kêu có, ăn con rùa trắng. Một con rùa trắng mà nó ngộ độc kinh khủng như vậy, và cái quả báo nó kinh hồn như vậy, la lết quầy chợ xin ăn, thống khổ chịu không nổi. Cho nên có hai cái loại người mà tổn phước, là một là đứng giữa chợ xin ăn, hai là trộm cướp vô tù bắt nhốt hết quyền công dân. Hai hạng này thì thôi rồi, khổ thống khổ, đúng không? Cuối cùng gì? Chỉ trì thần chú đại bi, học thuộc thần chú đại bi, trì đến cái lúc hết bệnh, râu tóc mọc lại và phát tâm đi xuất gia. Kinh khủng không? Từ nơi tâm thức sát nghiệp ăn con rùa trắng, rồi quả báo hiện tại nhãn tiền, cái đó mới là hoa báo thôi. Đọa ác đạo mới gọi là quả báo, mà vô ác đạo là khó cứu lắm. Còn mang thân người hoa báo thì còn có khả dễ cứu. Cuối cùng gì? Thoát ra được sợ cái nghiệp báo. Sợ quay đời là tiếp tục dính cái chuyện sát sanh, ăn con rùa nữa, ăn con này con nọ nữa, bèn đi xuất gia liền. Quý vị thấy không? Nó thống khổ về cái chuyện bệnh tật thì họ lúc đó họ mới thấy được cái việc là quả báo nó khốc liệt.
giờ mình đang ngồi đó khỏe mạnh thôi. Con người phàm phu mình là hay quên lắm. Mấy mấy năm trước bệnh coi như là thập tử nhất sinh rồi, cuối cùng bây giờ qua cơn bệnh cái là quên mặt. Con người mình rất là dễ quên. Nếu mà thường sợ nghiệp báo đọa ác đạo thì con người này tu tinh tấn, đúng không? Thôi thì hôm nay cũng 11 giờ rồi. Thời gian muốn còn nói nhiều lắm nhưng mà nó hết giờ. Hồi nãy giờ chắc cũng được một tiếng 3-40 phút. Vì vậy cho nên thành ra trong cái thời gian này thì chúng tôi thực sự hết sức là hoan hỷ. Cứ tưởng chừng là một trận mưa lớn, lớn cho đến chiều chúng ta không làm gì được. Nhưng mà khi phóng sanh Phật tử vừa lên trên này gần như là hết, là một trận mưa mát mẻ, bây giờ nắng ráo lên, đúng không? Có cái sự cảm ứng trong đó. Vậy cho nên thành ra cái pháp hội phóng sanh hôm nay là lần cuối. Nhưng mà mỗi chủ nhật nhắc lại 2 giờ Phật tử ở thành phố Đà Nẵng lên trên này tụng chú Đại Bi, cầu nguyện cho các thai nhi ở đây, cầu nguyện cho gia đình mình, hộ thân, hộ quốc, hộ tâm là được phóng sanh. Đó là việc chúng tôi thông báo để quý vị biết. Và thỉnh thoảng chúng tôi chợt đi ra một chủ nhật mua cá phóng sanh buổi chiều, không thông báo trước, gặp một ít Phật tử thì làm gì? Thì sẽ thông báo rằng là hôm nay có Giác Nhàn xuất hiện lúc 2 giờ. Là Phật tử nào thường đi thì gặp, đúng không? Đúng không? Không có báo trước. Đâu có tổ chức đâu mà báo trước, đúng không? Rồi thỉnh thoảng cái là chúng tôi chợt ra mua 5-70 triệu, 100 triệu gì, cái là thả ngay buổi chủ nhật, buổi chiều, thỉnh thoảng, không báo trước. Mà ai thường đi chủ nhật thì thế nào cũng trúng bánh thôi. Đúng không? Thì cái việc đó là cái việc không thông báo trước. Mà chúng tôi cũng sẽ có những chuyến như vậy, thỉnh thoảng thôi, không có làm được như vậy. Là vì ban tổ chức chúng ta không đủ sức để làm. Thưa quý vị, thời gian thì chiều hôm nay thông báo một chút nè. Giữ yên lặng ha. Chút xíu nữa sẽ phát cơm và phát sách Liễu Phàm Tứ Huấn, Đạo Làm Con, và thêm một ít sách của chúng tôi, và có thêm một cái cuốn Nghi Thức Phóng Sanh và Cúng Thí. Ai cần cứ việc mang về để mình cúng, mình phóng sanh ở nhà. Và chiều hôm nay quý thầy ở lại đây rất là đông. Thường chúng tôi giảng như vậy 2 tiếng, xong rồi tiếp khách gần 2 tiếng nữa. Với lượng người như vậy nè, chút nữa một mình chúng tôi chiến đấu. Chiến đấu nữa là gì? Họ hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ, gặp thăm. Thì thực sự Tổ Quang Ngài ngại cái chuyện này lắm. Ngài nghĩa là cái sức của Ngài không đủ để mà tiếp khách. Sợ hao tinh thần, hao sức khỏe, niệm Phật xuống công phu, chứ không phải Ngài ích kỷ gì đâu. Riêng chúng tôi hôm nay thực sự mà nói cho đúng gọi là liều mạng á. Thôi kệ tới đâu tới. Không. Rồi sức khỏe mình thì thôi cũng Phật Bồ Tát gia hộ, nhưng mà nó phải có chừng mực thôi. Chứ mà ngày nào cũng giảng chắc làm được đâu. Bồ Tát làm được chứ mình làm được. Tuần đồ thì được, hiểu không? Nhưng mà về sau mà già lớn tuổi rồi thì không có thể nào mà nói nhiều như vậy được. Cho nên chiều hôm nay sau khi tiếp khách xong thì toàn bộ quý thầy ở đây sẽ có một cái buổi lễ rất là long trọng. Tụng chú Đại Bi 25 biến là 35 phút. Rồi cộng lại là mở máy niệm Phật, rồi có mấy thầy sẽ niệm Quan Âm, rồi cúng thí thực, là đọc cái cuốn cúng thí thực mà chút trưa nay phát cho quý vị, và lập cái đàn cúng thí ngoài kia rất là lớn. Vì vậy cho nên thành ra chiều hôm nay thì quý vị sẽ ở lại đầy đủ, tu cho nó đủ một buổi chiều luôn ha. Đó là cái chương trình chúng ta thông báo. Thực ra mới 11 giờ cũng muốn còn nói nữa lắm ấy. Nhưng mà thôi, 11 giờ là còn cái giờ để cúng dường trai tăng tắc bạch, rồi quý thầy phải thọ trai. Nhưng mà vô lấy cái ly ở trong kia, bữa nay khoe cái ly này một chút ấy. Hôm bữa vía Quan Âm, chúng tôi được một cô Phật tử tặng một cái ly, trong đó có chú Đại Bi với hình Bồ Tát Quan Âm. Cô Diệu Hiền có coi xong, có thấy cô quý quá, bữa nay cô phát tâm cô cúng dường 60 cái ly cho tăng ni. Cái đó là một cái ly nước á, rồi có chú Đại Bi trong đó, cô mua y chang như cái ly của chúng tôi. Nhưng mà hôm nay mấy ngàn người thì chắc là không có ly đâu, có quà kinh sách thôi. Quý thầy thì có cúng dường cái ly này, mà chúng tôi hàng ngày là dùng đến ly này, rót đầy một cái ly nước, nó như cái bình nước thủy tinh á. À, chúng tôi pha ra để chúng tôi uống. Thấy nó khác lắm. Bởi vì Tổ sư Ấn Quang là thường trì Đại Bi vào nước, vào tro, vào gạo. Lấy nước đó cho người khác uống và bôi vào những vết thương khi thuốc chữa không lành.
Có. Quý vị trì chú Đại Bi vào trong cái ly, nếu không có ly này quý vị lấy ly nào cũng được, nhưng mà cái ly này thì nó đẹp và nó thấy nó hay hơn ha. Rồi trì chú vô trong này, xong rồi mình lấy nước mình chế ra uống. Uống vô nó mát mẻ, nó bớt bực bội lắm á nha. Rồi bệnh tật đồ này nọ đó, cái này là cái cách của Tổ Sư Ấn Quang, không phải mê tín đâu nha. Đó là một khoa học đó. Tâm thức mình trì chú Đại Bi, nước này nó cảm được. Ông giáo sư Emeto ở bên Nhật á, ông lấy cái tâm thức nghĩ thiện, chứ không có phải là trì chú tôi hết. Ông cho một đám đệ tử ông, và ông nghĩ một cái vấn đề thiện lành đến cái hồ nước đó. Nghĩ một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, ông lấy nước đó, ông mang về, ông đóng băng thành đá. Ông đóng băng thành đá, ông có cái máy, ông chụp vô thì cái mẫu nước nó rất là mỹ lệ, tức là nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Rồi ông khởi một niệm xấu ác, tức là cái niệm bực tức, khó chịu với cái nước đó. Ông đem cái nước đó về, ông đóng thành băng, ông chụp lại, ông thấy nó rất là xấu. Nó rất là xấu. Thì ông nói rằng ý niệm của mình tác động vào cơ thể. Nếu là thánh thiện, nếu là niệm Phật trì chú, thì nước này trở thành gì? Trở thành tinh khiết, thanh tịnh. Máu này trong sạch như pha lê, và máu này không bị nhiễm độc bởi tư tưởng. Khoa học không? Và Thượng Tình Không tán thán cái ông giáo sư Emeto người Nhật. Khoa học không phải mê tín đâu. Đó. Cho nên thành ra khi tâm thức mình niệm Phật trì chú, nghĩ điều thánh thiện, nói những điều thánh thiện, học lời thánh hiền, thì tâm thức này bắt đầu nó biến dạng thành những loại tâm thức thánh thiện. Thì thân thể mình nó trong suốt, nó thanh tịnh, máu không bị ô nhiễm, không bị ung thư, không bị dơ, và từng xớ thịt, từng cơ thể, từng phần trong cơ thể mình nó được sống trở lại một sức sống có thể 100 là bình thường. Ngài Giới Hiền sống 103 tuổi. Bồ Tát Long Thọ, người ở Ấn Độ, sống 500 tuổi. Bà Lý Hề Tử hàng ngày nuôi những loại súc sanh, nó không có chỗ ở trong nhà đó, bà sống 500 tuổi. Tâm người ta là hiền thiện, thánh thiện, cho nên thọ mạng phải kéo dài. Còn tâm mà buồn bực, tức tối, khó chịu, bất an, đau khổ, hết trách người đời đến trách người khác, chính là mình đang trách mình làm cho mình khổ. Máu của mình sẽ bị độc tố. Mà đã bị độc tố đến cái lúc mà nó phát tác mạnh thì đố mà thuốc có chữa được. Không chữa được đâu. Thuốc không chữa được đâu, đúng không? Không chữa được mới có người chết chứ. Phải khôn nha, phải khôn nha. Tâm mình phải vẽ cảnh vô tờ giấy trắng đẹp nha. Đúng không? Thì thôi, thời gian đã hết. Bây giờ mời MC lên để giới thiệu chương trình để kế tiếp ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua đại chúng chúng ta lắng nghe những lời pháp nhũ vô cùng hoan hỷ không ạ? Chúng con nguyện nương theo Phật, nguyện nương theo Pháp, nguyện nương theo Tăng, lấy những lời pháp nhũ của Sư Phụ làm hành trang trên bước đường tu học và giải thoát. Đại chúng của chúng ta, quý Phật tử chúng ta cũng có thể đọc theo con được không ạ? Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Những lời chỉ dạy của Sư Phụ, chúng con luôn ghi nhớ trong tâm của mình và cố gắng sẽ hành theo những lời dạy trên của Sư Phụ cùng chư Tổ. Và một lần nữa chúng con xin đại chúng dành một tràng pháo tay thiệt nồng nhiệt nữa để tri ân công đức đến người ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Phật Pháp là con đường thực hành có thể giải thoát mọi khổ đau trong sự sống hàng ngày và trong tương lai. Chính nhờ giáo Pháp của Như Lai như dòng nước chảy xiết, phủi sạch trần cấu, xua tan sự dơ bẩn, trả lại cuộc đời sự tươi sáng. Bóng dáng hình y giải thoát của hàng tu sĩ như mang dòng nước mát, ngọc phủ đầy khắp chốn trước sự trang nghiêm của chư Tôn Đức. Hôm nay, vâng theo lời Phật dạy, toàn thể gia đình quý Phật tử Nguyễn Thị Bé, Pháp danh Diệu Hiền, Phật tử Ngô Văn Điểu, Phật tử Tịnh Hiền, Phật tử Đào Thị Anh, Phật tử Bùi Thiết Pháp với tinh thần hiếu đạo của đạo làm con và tri ân đến Tam Bảo. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm kiết tường tỏa hương vị ngọt ngào giải thoát đầy tinh khiết, giới định tuệ
của chư Tôn Đức, toàn thể gia đình quý Phật tử tề tụ về khu tâm linh Đà Sơn, Đà Nẵng, thành tâm thiết lễ trai nghi, tịnh tài, tịnh vật, dâng lên cúng dường trên mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Đức chứng minh. Nguyện đem công đức này để cầu nguyện cho toàn thể gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được phước thọ tăng long, cầu siêu cho cửu hiền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong sự chứng minh, trong chánh niệm của chư Tôn Đức, giờ đây có Phật tử Nguyễn Thị Bé, pháp danh Diệu Hiền, xin được đại diện cho toàn thể gia đình cùng kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tá Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh. Cung kính ngưỡng mấy bạch trên Ân Sư Thường Giác Hài Nhàn Tôn Kính. Kính thưa toàn thể quý liên hữu đồng tu, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Mão, tại khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, trước ngôi Tam Bảo trang nghiêm thanh tịnh, dưới đài sáng tươi thắm của Đức Thế Tôn, hòa với khói nhang trầm nguyện tỏa hương giải thoát, chúng con Nguyễn Thị Bé, pháp danh Diệu Hiền, Ngô Văn Điểu, pháp danh Huệ Nhật, cùng ban giám đốc công ty, công nhân viên công ty trách nhiệm Phú Mỹ Hòa, cùng với tất cả quý Phật tử quỳ trước ngôi Tam Bảo, đối trước quý Ngài với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên sự đầu thành đến lễ, xin dâng lên lời tắc bạch. Kính bạch quý chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, chúng con kính cẩn lắng nghe pháp nhủ rằng, lắng nghe giọt nước cành dương, tình bình ban rải tình thương muôn trùng, Như Lai bình tĩnh viên thông, thanh lương cam lộ tất đường khổ đau. Kính bạch quý chư Tôn Đức, chúng con cung kính lắng nghe Phật Pháp nhị bảo, toàn tạ tăng hoàng, tăng bảo trường tồn, Phật Pháp bất diệt, Thế Tôn thì hiển niết bàn. Bản nguyện của chư Phật được tiếp nối bởi tăng già, chánh pháp được chư Phật tiên thiết. Nhưng tăng già là người tiếp nối hoàn truyền để chúng sanh được ăn chim phát lạc. Chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, sớm được gặp Phật Pháp, thấm nhuần sự giáo hóa, sự dẫn dắt của sư phụ, thông qua những lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, đã giúp chúng con ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo là hộ trì chánh pháp. Hôm nay, dưới ngôi Tam Bảo tại khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, nơi đây là ruộng phước cho hàng Phật tử chúng con gieo duyên lành với Tam Bảo, với Phật Pháp, và cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý và thực hành trong cuộc sống. Hạnh phúc thay chư Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kính bạch quý Ngài, chúng con hàng Phật tử hướng về Ân Sư Khả Kính cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, lòng chúng con bồi hồi dâng lên bao nhiêu cảm xúc với nguồn pháp lạc lưu xuất từ thân hành Phật sự của Ngài, chẳng nề lao nhọc, mang chánh pháp trao truyền bằng tâm chứa đại như ý Bảo Châu, như lời Huyền Giáp Thiền Sư trong chứng đạo ca. Cùng Thích Tử
khấu xưng bừng, thực thi thăng bằng đạo bất bằng. Bằng tất thân thường phi lũ hạt, đạo tất tâm tàng vô giá châu. Thân thường mặc áo chấp vá, nhưng đạo thì vẫn chứa hạt châu vô giá, lấp lánh chiếu soi và sự ấm cho người. Chư Tôn Đức đã sống như thế, hành như thế để làm gương sáng cho tứ chúng cùng soi chung, làm phước điền cho chúng sanh kết duyên, làm người lấy đò với tâm vô lượng giữa sóng gió, ba đào thị phi, giữa thối đời tranh danh đoạt lợi, luôn sưởi ấm cho chúng con bằng giáo pháp Thế Tôn. Quý Ngài, hiện thân của Bồ Tát Hạnh, trong tinh thần vô ngã vị tha, không quên triều thiền vào lòng sanh tử độ tha, để đưa chúng con đến nơi an vui giải thoát. Hôm nay, chúng con mạo muội tổ chức lễ cúng dường trai tăng để cùng nhau thực hiện tâm nguyện, tri ân, báo ân của người con Phật đến với Sư Phụ Ân Sư Khả Kính, cùng chư Đại Đức Tăng Ni trong thời gian qua đã không quản ngại đường xa xa xôi, dù công việc Phật sự đa đoan, nhưng đã dành thời gian quý báu mà lay đáo ngôi Phạm Vũ, không gian tưởng niệm, đền thờ Thánh Mẫu để tụng kinh chú nguyện phóng sanh thiết pháp trong tháng vía Quan Thế Âm, và chứng minh cho buổi lễ cúng dường trai tăng ngày hôm nay. Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn của chúng con, từ ngày cung nghinh Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư Tôn Đức Quang Lâm đến nay, những công trình của chúng con đã có những bước tiến khả quan. Tuy chưa hoàn toàn viên mãn, nhưng chúng con tâm niệm nhất tăng đáo nhất Phật lai, tăng giá đáo như Phật tại tiền. Tôn tượng bổn sư đang dần hoàn thiện, các hạng mục khác trên nền khu tâm linh cũng dần hình thành rõ nét. Chúng con với tâm lòng kính ngưỡng khát khao, nguyện cao giác ngộ giáo lý thâm sâu hiện hóa Phật Đà, nhờ ân sư của quý chư Tôn Đức đem giáo lý sâu xa về nhân quả giảng giải cho chúng con nghe. Chúng con nhận ra dù gian khó, chúng con vẫn được quý Ngài thương tưởng thân hành đến miền đất này, đem đến cho chúng con vô cùng lợi lạc. Ân đức mà chúng con thọ nhận từ quý Ngài quá lớn lao, nên khi có cơ duyên, chúng con xin giúp lòng đền đáp phần nào ăn giáo dưỡng. Cúi xin quý Ngài từ bi hỷ xả cho chúng con. Xin đại diện mười phương Phật tử, nguyện chư tăng hồi hướng tình thân, nguyện trên tăng bảo chứng minh, chúc cho bá tánh kết thành thiện duyên. Chúng con nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thái Giang An, Phật Pháp Trường Tồn, mãi mãi ở thế gian, để làm lợi lạc hữu tình. Cung kính mong được sự gia tâm, cũng nguyện chú nguyện của quý Ngài ban phước lành đến cho chúng con, để chúng con có thêm động lực hoàn thành viên mãn các hạng mục công trình của khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, để mọi sự thành công tốt đẹp vào khu văn hóa tâm linh này sẽ được mọi người đón nhận. Và giờ này, chúng con thành tâm dâng trai lễ cúng dường, nguyện lập thành công đức, kỳ nguyện Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, pháp giới chúng sanh âm siêu dương thới. Ngưỡng mong trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni từ bi lăng mẫn nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được an chiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tắc bạch chí thành chí thiết của Phật tử Nguyễn Thị Bé, pháp danh Diệu Hiền,
đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này, chúng con xin thành tâm đê đầu cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư Tôn Đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư Tôn Đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn ngưỡng nguyện trên chư Tôn Đức pháp thể được vô lượng khinh khang, hề đăng thường chiếu đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cái đại thọ che mát cho chúng con, và là con thiền thanh lương đưa chúng con về đến bờ an vui giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, kẻ còn được đượm nhuần mưa pháp, phát nguyện tu trì, kẻ qua đời ác đạo được xa lìa, chống thành đạo quả. Chúng con xin thành tâm hướng về Tam Bảo, hướng về Đại Tăng hiện tiền chí thành đến lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng chư tôn tịnh đức tăng già tam ma bái. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, Phật tử Diệu Hiền, giám đốc công ty Phú Mỹ Hòa, cũng như là anh Ngô Văn Điểu và Phật tử Liên An, một số các vị đã dâng lên lời tắc bạch cúng dường trai tăng bằng tất cả tấm lòng quý kính của mình đối với Tam Bảo. Thầy ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính của quý vị, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Đức Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Ngài Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát gia hộ cho toàn thể gia đình quý vị cũng như quý Phật tử hôm nay thân khỏe tâm an, vô lượng quang thọ, sống dự vào bậc thánh hiền, khi mất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất là cầu nguyện công trình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 70 mét ngồi trên tòa sen dưới một cái hồ, cũng như là một cái khẩu hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc 1.000 mét, và một số những công trình ở tại nơi khu văn hóa tâm linh Đà Sơn được sớm thành tựu viên mãn, mọi việc được hanh thông tốt đẹp. Chúng tôi thiết nghĩ rằng với cái công đức của gia đình cũng như công ty đã phát Bồ Đề Tâm không có một chút lợi nhuận, như ngày hôm nay tổ chức phóng sanh, pháp hội thuyết pháp, cũng như là những công việc Phật sự cúng dường trai tăng, không khởi một niệm vì tự tư tự lợi mà vì công việc công trình của khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ sớm được thành tựu, gia đình hưởng được một cái phúc lộc. Chúng tôi nghĩ một ngôi chùa mà tổ chức với số lượng Phật tử như vậy cũng là khó, đừng nói là một cái công ty hoặc là một gia đình. Vì vậy cho nên hôm nay với một cái nhân duyên lành này, quý Phật tử chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chiều hôm nay chúng ta sẽ ở lại để cúng một cái đàn lễ để hồi hướng cho công ty Phú Mỹ Hòa cũng như là khu văn hóa tâm linh Đà Sơn được sớm thành tựu. Hôm nay cũng là một cái ơn vì gia đình của cô Diệu Hiền phát Bồ Đề Tâm xây cái ngôi Tam Bảo. Nhất là khi chúng tôi lên thì che tôn, đồ bạc, đồ còn sơ sài lắm.
Lần thứ nhất tổ chức đầu tiên xong thì lần thứ hai ảnh đã làm những cái trụ bằng tôn cuốn lại và giống như là trụ gỗ và tôn che đồ, cho nên nãy mưa quý vị còn ngồi trong này được, chứ lúc trước mưa là chắc không ngồi nổi, che bằng vải đồ thôi. Tuy nhiên hôm nay tuy rằng riêng Hòn Ráp, Liên Hòn Ráp giống như chùa chúng tôi, nhưng mà quý vị ngồi cũng ấm cúng đúng không? Rất là hoan hỷ ha. Vì vậy cho nên thành ra chương trình pháp hội chúng ta đến hôm nay đã chấm dứt trong buổi sáng hôm nay, buổi pháp thoại hôm nay. Tuy nhiên hôm nay cũng có cô Tuyết Nhận, tức là cô Sương, là người mà đầu tiên dắt chúng tôi đến công ty và thỉnh chúng tôi đến công ty. Chúng tôi nhớ buổi chiều đó là gia đình đợi chúng tôi đến vào mùa hạ năm ngoái đó, đợi chúng tôi đến dùng chiều. Và chúng tôi lên trên này ban đêm nhìn xuống đèn điện rất là đẹp. Và đặc biệt đó là chúng tôi đi ngang qua thấy pho tượng của Bồ Tát Quan Âm mà bằng đá ngồi đó, lớn mà khắc đẹp quá. Chúng tôi thấy ngoài trời, ngồi ngoài trời. Mỗi lần chúng tôi mà thấy Phật mà làm để cái chỗ ngoài trời mà không phải là bệ mà trang nghiêm, chúng tôi sốt ruột. Và chúng tôi nói với cô Diệu Hiền là sao không mang vào. Cô kêu làm chưa xong. Chúng tôi kêu thôi mang lên trên này đi, thỉnh Ngài vào bên trong đi, rồi mình muốn làm gì thêm mình làm. Thì vừa rồi đây là bắt đầu cho xe cẩu đẩy tượng Bồ Tát bằng đá rất là trang nghiêm, quý vị thấy ngồi không? Vào ở trong này chúng tôi lên, chúng tôi giật mình. Chúng tôi nghĩ sao mà thông minh, nghĩ cái cách gì mà đưa xe để mà cẩu đưa cái tượng, mà trong khi đó là mái che hết rồi. Cho nên chúng ta nhớ là khi mà chúng ta có tạc tượng Phật thì chúng ta phải để một cái nơi thực sự là trang nghiêm cung kính. Tổ Ông Quang nó là một khúc cây, một cái cục đá, thì mình bắt kính mình liền chỗ nào cũng được. Mà đã thành tượng Phật rồi là phải để một chỗ thiệt tôn nghiêm tôn kính thì mình mới có công đức. Xem tượng đá, tượng cốt, xi măng như Phật thiệt. Nếu bắt kính cái cục đá, cái cây đó thì không sao. Nhưng mà đã là thành tượng rồi mà bất kính thì tội này lớn lắm. Cổ không phải bất kính nhưng mà chưa có chỗ để đẻ, chưa làm xong. Hôm nay lên trên này nhìn tượng Phật Bồ Tát Quan Âm ngồi, tượng đứng, ở đằng sau tượng ngồi, ở đằng trước nhìn. Chúng tôi cũng như là hôm qua chú Duyên chú vô rồi chú lạy. Chú này lúc trước là bệnh hoạn, cô Năm vừa rồi về nhìn cũng giật mình chú Duyên. Chú Nhuận Tấn mình quay phim, lúc trước ông bệnh, ông xanh sao, ông vàng giọt. Mà đợt này ông niệm Quan Âm nhiều, ông trì đại bi nhiều. Tổ Ông Quán nói người nào mà nghiệp nặng mà xấu ác nhiều quá, nghiệp sát nhiều quá nặng thì thanh tâm niệm Bồ Tát Quan Âm nó vượt ra chướng ngại rất là nhanh, rồi tiếp tục lúc đó mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh, Ngài cái chỉ cho ông chí thoát. Cho nên hình ra là chú Duyên được này ông lên ông lạy Bồ Tát Quan Âm, mà cái sự chuyển hóa của ông về cái nghiệp bệnh vân vân mọi thứ rất là nhanh. Chúng tôi có nhân duyên với Bồ Tát Quan Âm mà gặp Tổ Ông Quán chỉ là niệm Quan Âm, cho nên chúng tôi gặp Ngài là chúng tôi quý kính. Hôm bữa anh Điểu là chồng cô Diệu Hiền đi vào chùa chúng tôi thấy 33 tượng Quan Âm. Ông nói chùa Quan Âm mà thỉnh tượng Quan Âm để như vậy là mới ra đây dáng vóc chùa Quan Âm. Ông khen chúng tôi làm chúng tôi cũng nở mũi nữa. Mà ông khen ông kêu là sao mà thầy suy nghĩ ra mà thầy làm mấy tượng Quan Âm, thầy để xung quanh đúng cái tôn hiệu của chùa Quan Âm mà 32 hóa thân Bồ Tát Quan Âm. Chúng tôi nói là về sau là sẽ làm chùa xong là sẽ trang trí một điểm đẹp hơn nữa. Lạ lắm. Tôn kính Phật trong phòng thờ, gặp ở đâu mình tôn kính mình lạy. Công đức của này phàm phu mình không theo kịp. Phàm phu nghĩa là người không tôn kính, không theo kịp. Không theo kịp nghĩa là cái phước báu của người tôn kính họ quá lớn. Họ quá lớn về phước báu, về tiền của, rồi về thọ mạng, rồi về sức khỏe, về trí tuệ. Không ai theo kịp. Bởi vì cái lòng tôn kính của họ quá lớn. Bây giờ cho nên thành ra thì thôi, hôm nay thời gian đã là 11:30. Cũng là cái giờ chư tăng chuẩn bị thọ trai, quý Phật tử sẽ ngồi rất là trang nghiêm thanh tịnh để nhận mấy món quà, đó là thức ăn và kinh sách, một số quạt chưa có thì chúng ta sẽ lấy. Và chiều hôm nay chúng ta 1:30 chúng ta có mặt để tiếp tục vào khóa lễ ha. Giờ thầy Thành sẽ là cảm tạ bế mạc trong buổi sáng hôm nay. Và dạ, về đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chương trình đại lễ phóng sanh và pháp thoại tại khu văn hóa tâm linh Đà Sơn Đà Nẵng ngày hôm nay của đạo tràng chúng ta chính thức khép lại trong không khí trang nghiêm, kết thúc trọn phần viên mãn. Chúng con
xin thành kính tri ân trên sư phụ cùng đại tăng đã hướng dẫn sách tấn chúng con tổ chức chương trình ngày hôm nay được thập toàn công đức. Trước tham ăn cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã không quản ngại gian lao khó nhọc đường xá xa xôi mà quý ngài đã quang lâm về đây để chứng minh cho buổi lễ. Sự hiện diện, sự hiện thân của quý ngài chính là nguồn động viên khích lệ tinh thần vô giá mà quý ngài đã ban tặng cho chúng con, đặc biệt nhất là lời khai thị của ân sư Thượng Giác Khả Nhàn, lời chỉ dạy của sư phụ tuy đơn giản bình dị song lại thâm thí chân thành, giúp chúng con nhận ra nhiều điều để cần sửa đổi trong cuộc sống, luôn khắc sâu trong tâm. Hằng đệ tử chúng con xin thành tâm vâng thọ y giáo phụng hành và nguyện không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, niệm Phật vãng Tây Phương. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức tuổi thọ miên trường, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành, mãi là người lái đò vững tay chèo đưa hàng hầu học chúng con đến bờ cực lạc. Chúng con cũng thành kính tri ân đến toàn thể công nhân viên tại công ty Phú Mỹ Hòa, đặc biệt là Phật tử Diệu Hiền, giám đốc công ty Phú Mỹ Hòa, trưởng ban tổ chức đại lễ phóng sanh, Phật tử Ngô Văn Điểu cùng toàn thể gia đình, và gửi lời tri ân công đức đến Phật tử Liên An, Phật tử Giáng Hương, Phật tử Tịnh Hiền, Phật tử Quảng Phúc, Phật tử Đào Thùy Anh, Phật tử Bùi Thuyết Pháp, cùng đoàn cung nghinh Hoa Vô Ưu, thành phố Đà Nẵng, cùng một số quý Phật tử đã phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật cũng như chuẩn bị đại lễ phóng sanh đến ngày hôm nay được thập toàn viên mãn. Và lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý Phật tử hiện diện có mặt trong pháp hội ngày hôm nay, dù bằng rất nhiều công việc bên ngoài nhưng vẫn có mặt tham dự buổi lễ ngày hôm nay, giúp cho chương trình được thành tựu thành công tốt đẹp. Lời cuối cùng, chúng con xin kính chúc cho tất cả quý Phật tử xa gần luôn được an lành trên con đường tu tập và trải rộng tấm từ bi đến tất cả mọi người. Nguyện cho những người con biết yêu thương và trân quý hơn tình cảm gia đình mãi là những người con hiền, cháu thảo đối với ông bà, cha mẹ, người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai. Nguyện cầu cho cha mẹ quá vãng nhiều đời nhiều kiếp của quý vị được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Và tuy hôm nay là chương trình cuối trong buổi lễ tổ chức đại lễ phóng sanh thuyết pháp, nhưng tại khu văn hóa tâm linh Đà Sơn này, chủ nhật hàng tuần vào lúc 13 giờ 30 phút vẫn tổ chức khóa tu trì thần chú đại bi cúng thí thực, và buổi chiều sau khi kết thúc chương trình cùng dùng bữa cơm thân mật để tạo duyên lành và môi trường để tất cả quý Phật tử tại địa phương cùng về tham dự cộng tu đầy đủ hoan hỷ và lợi lạc. Và cuối cùng, trong thời gian diễn ra pháp hội chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sai sót, kính mong quý liệt vị niềm tình hoan hỷ cho ban tổ chức chúng con. Nam mô viên mãn tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Giờ phút này chúng con xin thành tâm cung thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức khởi thân hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật.